Lúc sáng, lúc con hành thiền, ban đầu con tập trung vào hơi thở. Lúc sau con đã cơn đau nó đến, con kham nhẫn một thời gian ít. Đến lúc đau quá, con không tập trung vào hơi thở nữa, mà con chuyển sang quan sát cơn đau. Đến khi cơn đau qua đi, con chuyển sang hơi thở, việc quan sát xen kẽ giữa hơi thở và cơn đau. Như thế có sai hay bất lợi gì không? Nếu như quý vị đã tham gia khóa thiền 7 ngày của sư và sư đã hướng dẫn quý vị thực hành quán thọ chuyên thọ thì quý vị có thể làm điều đó. Còn nếu quý vị chưa tham gia, cái người hỏi mà chưa tham gia đó thì làm ơn làm phước theo dõi hơi thở giùm sư ha. Đau chân thì đổi oai nghi, đổi chân, xoa bóp chân vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở, hoặc thậm chí đau quá không theo dõi hơi thở được thì biết rằng đó, việc đau như thế này nó làm ảnh hưởng đến định thì cứ việc đứng dậy và đi thiền.